Rồi chào cả nhà, cả Tâm ơi. Rồi chào cả nhà luôn. Đừng gọi đàn vô cái điện thoại. Rồi bữa nay anh em mình tiếp tục đi chào mọi người nha. Rồi đi đuổi cà cuốc nha mấy bạn. Nhưng mà mình có văn ta lứ, giờ mình lội về ra mấy bạn ơi. Chiều văn ta lứ mãi thấy thấy tình hình chiều có số cà cút nó về nè mấy bạn, rồi hai anh em mình nó đi đi văn lứ nè. Ê anh đi đâu? Đi theo làng mương này ha. Rồi mấy nay mình bắt đầu đuổi dài lên nha cả nhà. Rồi rồi. Ta lưới mình văng tới cái bờ đó không? Trời ơi lúng. Rồi, ba anh em mình căng hàng ngang đi nha. Đó, một đứa. Đây đứa nữa, hai đứa. Rồi, mình lên đường thôi. Xem làm gì nó hết lấy nét cả ta. Tại nó cái máy nó tự nhiên nó hết lấy nét nè. Rồi mình đi đuổi dài lên nha các bạn. Rồi nào lên tới chảnh có dính mình bấm máy cho các bạn xem nè. Để đi đuổi này lội tới chảnh nha các bạn. Ê quá trời nó kêu rồi. Quá trời nó kêu rồi chị ơi. Ở trời ơi trời nó bay tới kìa. Kêu ác ác ác. Ồ vô mánh nè mấy bạn thấy có bay rồi đó. Ngon hả? Chứ anh thấy có bay đó. Để mình đuổi dài dài tới có dính. Thấy đáo hồi này quá trời, cái này nó rộng rồi. Rộng quá trời rộng nè. Tại lưới mình có 50 thước nha mấy bạn. Mai mình sẽ tập trung 4-5 tay lưới về miếng này đắm miếng này nha. Quá trời miếng này ngon các bạn ơi. Nước hơi xem xét à. Ờ quá trời ơi kìa, trắng phiếu đắng trên kìa. Ê vô mánh rồi, vô mánh rồi. Ừ, nó bay ngang nữa. Nó bay hù hù ở đây nè. Rồi nó bay trở lại kìa. Tới luôn chị ơi. Nó bay trở lại hết mấy con nữa trời. Ê hồi ở ngoài mình đuổi vô không? Đó. Đếm coi nhiêu con. Đó đó trời ơi nhóc chân đây nè. Rồi sẵn sẵn vô ha. Đó mấy con dẹp.
Đây một, coi trên đây có không? Quay từ từ đi. 2 3 4 4 chú là 5 con. Ừ, nó bay ngang nữa ha. Rồi, mình đây, lấy mình quay cho bạn xem nè. Tôi xin mắt chỗ tôi nãy tôi đi nó bay qua bển nhóc bên lung á. Nó. Nó. Trời ơi, dữ lắm nhiều mà con cái mình đuổi một bữa nay đuổi tôi tiếc nè. Rồi đuổi sao? Mình đi cái miếng trắng. Miếng một đi đi bển bật qua đây đi vô được rồi. Không có đi đi cái miếng không đánh lưới đó đó. Ừ, đi ra. Bật ra ngoài. Gặp bên ngoài cái căn hàng ngăn đi dài vô cái nó rồi xong. Ừ. Dính dính thôi mai tính tiếp. Ừ. Đây làm quá nhát ha. Ừ. Đi, ừ, mình đi như nãy vậy đó anh Tâm. Ở đây nó 5 miếng mà mình đi mới con miếng này một mà nó bay vậy rồi làm sao anh bắt được. Ừ. Nó tạt đi. Ủa, ừ, mai mình cuốn mấy tờ lưới kia mình đem về mình đánh ở đây nha mấy bạn. Tại bữa nay con tay một mình làm động mẻ nó bay, một mẻ này rất là lớn mấy bạn ơi, ngày mai mình sẽ quýnh lớn đó. Rồi anh Hai nhích dài theo em qua đây gửi tiếp điện ha. Bỏ đại đi ha, nó hơi ngoài bay vô rồi. Rồi, ở đây mình gửi tiếp nha cả nhà, con đầu tiên nha. Đây con nữa. Hai con này nó bẩn lỡ đi tôi kiếm con bên đây. Ở bển không trời. Bên đây nãy mình đuổi gì nó bay đi đâu không kìa. Nó bay ra. Cái gì? Bay ra cái gì? Bay tạt nghe ấy. Con này, này là ngoài đi vô chiều nè. Ừ. Rồi con thứ hai nha cả nhà. Con thứ hai. Bỏ vô. Quá trời ủ. Chấm bước xuống là tôi nhìn thấy là tôi ưng tôi nói không liền. Rồi. Em mình đang gửi con thứ ba. Quá tiếc. Con này bắt được hết tiếc quá. Rồi, con này con thứ tư. Ngoài đã vô không kịp. Con thứ tư nha mấy bạn. Này mình gỡ cũng như là cái dạng nó cũng hơi chèm chèm kinh nghiệp vậy đó. Đưa vô gỡ cái tẹt ra mấy bạn ơi. Trời. Rồi con thứ năm đó nha bạn đó. Bạn đó. Con thứ năm được 6 con mấy bạn ơi. Còn con nữa á à, nằm dưới không hay. Vậy là 6 con các bạn ơi. Cứng 5. Tính ra ngoài. Con này bệnh. Con nó nãy đuổi nó bỏng lên. Thằng ra ngoài bay vô phải không chị? Ừ. Cỡ này làm như đuổi nó không dính luôn ơi. Ê chụp đàng hoàng ghê vậy chị. Để mình gỡ như chuyên nghiệp cho mấy bạn không? Chụp vô là dính đó. Còn thứ 5 nha. Dạ. Tôi thấy này là như mình đuổi nó không dính. Luôn. Nó tự bay dính cho mình đuổi nó không dính. Ơi nãy làm cái máy túc ngon quá ta. Đâu có, túc bể luôn. Mang nó túc thởm gài. Không túc luôn chị ơi, đừng túc bể. Thởm gài nó túc bể. Nè, di cư mới về nè. Nè, nói mấy anh em chơi chứ mình cũng biết tại cái chân khô này mấy bạn. Chừng nào mấy cái chân nó ướt là mấy cái con dùng nằm dụng đây, còn mấy con này di cư ở xa về, chân khô gan. Mấy con này ở xa mới về không? Xa mới về ha. Nó nằm dụng này thì đủ màu, nó mập mà nó ấy ở xa dễ lường nó cũng bén. Chân khô gan đâu có đồ mồi đâu ăn, do di cư đi mà. Cỡ này là cỡ di cư nữa. Rồi con thứ 6 nha mấy bạn. Cái này được 6 con, quá ngon rồi. Cái này mà 4 tay là thấy lụm hai mấy con ha. 4 tay dính mạnh hơn. Đâu né được. Ừ đâu né được. Rồi anh em mình tiếp tục đi đuổi quận nữa rồi mình bấm máy cho mấy bạn xem nha. Bấm vậy là xem. Mai mấy anh em mình sẽ tiếp tục lấy ba cái tay kia lên đây đánh cái khu vực này nha. Ở ngoài bay vô sẽ dính thân bạn mà ở trong nó bay ra. Ở đây có thuốc mà không đáng quẹt chứ không. Rồi, anh em mình tiếp tục đi đuổi thôi. Mấy anh em mình tiếp tục đuổi đi ra ngoài đầu ngoài đuổi vào vô nha cả nhà. Nãy ở trong đuổi dài ra được 6 con. Này ở đậu ngoài bệ nè, đuổi dài vô. Hy vọng cuốc này được 4 con cho trắng 10 con nha. Hả? Cưng đi trước hả? Vậy để anh Tâm đi trước đi chị ơi. Đó.
Nó mới bay tới rồi, bay tới rồi. Đâu đây nè, đâu chỗ anh nè. Có phát hiện bay một con rồi đó nghe cả nhà. Dòng là nó vô cho vô lưới mình nha. Lưới mình mị trên kia lại. Bữa hổm anh đi đuổi miếng đất. Ê, nó mới bay lên đây nữa nè. Chỗ này nè. Bữa hổm anh chụp nó luôn á, chụp dính hai quận hai con. Hai quận hai con luôn. Hy vọng là cút này kiếm khoảng 4 con thôi nha các nhà. Quá trời dế kêu à. À, đó, 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 ê, ê, đó bay qua cưng nó chịp. Ờ, bà tới rồi, bà tới rồi. Đó, đó, bà tới luôn đó chịp. Nó bay tới rồi, bay tới rồi. Hai con, hai con. Nãy giờ bờ, chỗ anh là anh phát hiện là 4 con rồi đó, 4 con bay đó. Đó. Kêu quá kêu rồi. Ừ, anh đâu gọi rồi. Gọi thấp đèn không nữa. Ừ. Trời nước còn đục ngọt. Ê, đấy, đó, bay tới, bay tới, bay tới, bay tới. Bà mẹ nó đây luôn trời. Nó chăng cái mặt anh luôn. Bay tới rồi, bay tới rồi. Nó bay xéo xéo qua bên tâm á. Thì anh cũng phải xích xích lên mới được. Bay trước mặt anh luôn trời. Mấy con này tới số mà. Phải không có máy quay nè, anh chụp nó luôn rồi. Trăng trước mặt luôn. Sát bên. Rồi, hy vọng là cút này được vài em nữa nha cả nhà. Ừ. 4 con nữa là ăn dế gu ti cá chục từ ăn. Mình tới lưới mình chưa ta? Mình nung không? Cần nung không? Tới là có. Ê, nó bay ngang, nó bay ngang tâm, đừng quay gọi đèn cao quá. Khôn ghê không, lạng lại liền không. Trời, chạy tới, chạy tới, chạy tới, chạy tới. Chạy tới, chạy tới, chạy tới. Ồ, nó quay trở lại rồi kìa. Mới bay trở lại nữa nè. Bên đó có dính không? Năm nè. Nhất chân nè. Vô mánh này. Hả? Thôi gỡ từ đây vào qua đi cho chị ơi. Bên nào gỡ được. Không, gỡ con nào anh quay con đó đó. Con nào sắp thấy rồi gà đừng gỡ con đó hả? Ừ. Kè mấy con này muốn sảy nè. Con đó nguy hiểm phải hả? Ừ. Nè, ai nghe mày nói nha. Nó kêu chăm nó nhìn nhau. Ờ, nó bay vô. Hai con nha cả nhà.
Ôi trời, nó tung nó bay lên mấy con á. Nhóc luôn gì. Bay này. Bay ngang nè. Ừ. Ngay vô đi rồi à, mai tính tiếp. Ừ. Mai tính tiếp cả nhà. Quá trời. Như mình đủ khì rồi ha mấy bạn. Hai nữa là 8 rồi phải không? Nãy còn 6 không? Là được mười mấy con đó bạn ơi. Rồi, con này con thứ 9 nha. Đuổi thứ hai quá trời nó mập hay sao? Con này mập chứ. Ừ. Con thứ 9 nha nha. Cái ham mà. Ê, hồi con cuối cùng cầm đó anh chụp tấm hình này chụp. Tụi con thứ 10 nha mấy bạn. Con thứ 10. Có cầm nguyên nắng luôn. Ôi ôi, đắng 3 con nữa, quê 13 con nữa. Thôi mình cầm nguyên nắng. Cầm ra. Ừ. Rồi con thứ 10. Thứ 11. Chụp gỡ con thứ 12 hay vậy? Mình đang gỡ con thứ 12 nha cái này. Có tại mình quay từng con nè, để thôi nhiều khi mấy bạn tưởng mình bắt dục vô lưới. Đâu có chút bắt ra mà. Con này nó nung gắt hết mặt lưới luôn chị. Dính trong nè. Gỡ khó luôn đó. Rồi nghe mình đang gỡ con thứ 13 kìa. Rồi chị gỡ nhanh đi. Con dễ gỡ, con này nó dính vô gắt mặt lưới nè. Nó nung tới cái ba sườn đó mà cái con này lỗi con ấy nè chị. À nè, mười phải không, đây ba con là con thứ 13 nè đó. Cánh nó như cánh đại bàng hết mấy bạn. À coi kỹ đáng chưa, coi rất kỹ nè. Không, mấy con này nó bài bóng không. À, dính tầng trên không thấy chị. Quá ngon mấy bạn ơi, 13 cái chú. Để mình cầm ra cho mấy bạn xem nha. Nó máy rồi nào, nãy nó mập 13 phải rồi. Rồi đưa chùm đi khỏi ấy. Đây. Rồi mình sẽ tổng kết cho mấy bạn xem nha. Đó. Ê từ từ nha, kịp bắt là khó lắm nha. Nó có mạnh lắm, nhục hết. Ừ. Con tới hai mấy ngàn đó nha chị em. Hết sức bình tĩnh. Ê đừng giống thằng kia nè. Chạy vượt khá chịp. Mình là thấy thèm rồi nha mấy bạn. Này buổi tối buổi sáng còn dính nữa đó nha mấy bạn. Sáng ngày mới có buổi tối cử tối xong đó. Mới cử tối đó. Các bạn mạnh sắn lên bởi gió này cũng máy luôn, là có lỗ lũng luôn kìa. Con còn máy. Còn máy này không rõ đầu tiên. Nè ông cầm chùm đi, tôi cầm chùm. Ông đấy, mình có ông cầm chùm hai đây đó. Cả nhà thấy nguyên chùm cà cút mình quá đã không? Nè, nghe mấy bạn. Ơi, con gọi đàn xuống gì đó, đừng gọi gọi lên đúng rồi. Quá, quá nhiều mấy bạn ơi. Rồi cho anh em mình kết thúc clip này nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà luôn. Rồi, chào cả nhà nha. Rồi hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha. Rồi, bye bye. Đấy, anh chụp